động cơ chạy dầu mà lại đổ nhầm xăng, mà động cơ chạy xăng lại đi đổ nhầm dầu thì nó có vấn đề gì không, và nó cần phải được xử lý như thế nào nếu có vấn đề. Và thưa anh em, nghe thôi cũng đã thấy là có vấn đề rồi, và đặc biệt là những cái động cơ của máy nông nghiệp, máy gặt, máy kéo thì gần như là 100% bằng dầu diesel, mà chúng ta lại đổ nhầm xăng thì chắc chắn là nó sẽ toang, và nó toang rất nặng nếu như chúng ta không biết mà cố tình áp tải để chạy nó. Tất nhiên nó vẫn nổ được, nhưng mà cái việc nó nổ nó cũng chậm dịch, rồi nó nổ từ lưa, và đặc biệt là nó sẽ làm hỏng kim phun, hỏng bơm cao áp, hay còn là còn gọi là heo dầu đấy. Là hai cái đó là chắc chắn sẽ hỏng nếu như chúng ta cố tình cố ý chúng ta chạy lâu, hoặc là chúng ta khởi động lên thấy có vấn đề rồi mà không tắt ngay đi, hoặc là chúng ta đổ vào rồi mà chúng ta lại không nắm bắt được tình hình và chúng ta thờ ơ, thì chắc chắn là cái động cơ chạy dầu nó sẽ toang. Và thưa anh em, vậy thì cách xử lý như thế nào? Thì trước khi nói đến cách xử lý thì anh em hãy nghe là nguyên nhân tại sao mà đổ xăng vào dầu, đổ xăng vào máy dầu diesel nó sẽ toang. Bởi vì một việc rất là đơn giản thôi, xăng thì nó dễ cháy hơn, nhưng mà xăng nó rất là loãng, và cái xăng ấy nó gần như là không bôi trơn được, nó không có giá trị bôi trơn. Mà thưa anh em, là trong cái heo dầu, cái bơm có áp ấy, cái piston động cơ nó rất là chính xác, đây nó chính xác vô cùng luôn. Thế anh em, cái heo dây gọi là heo dầu này, nó chính xác lắm, độ chính xác nó rất cao. Chính vì thế nên là nó phải luôn luôn được bôi trơn, và trong dầu diesel nó có một cái hàm lượng nhất định nhất bôi trơn, chất bôi trơn ở trong đó để nó bôi trơn cái chỗ piston động cơ. Và trong kim phun, bếp phun ấy, nó còn chính xác nữa, và nó đóng mở cái áp suất rất là cao. Thưa anh em, là áp suất đến 200 kg lực trên cm vuông, cao lắm, và nó rất chính xác luôn. Chính vì thế xăng vào nó không bôi trơn được thì nó sẽ xước nòng, nó sẽ bó và nó sẽ hỏng thôi. Và thưa anh em, là nó chỉ hỏng có hai cái đó thôi, bơm cao áp và kim phun, chứ nó không hỏng piston, nó cũng không hỏng nòng xi lanh. Nếu anh em nào mà nói rằng là xăng đổ vào dầu diesel mà máy động cơ nó hỏng, nó bó bạc rồi nó hỏng piston xi măng thì hoàn toàn không đúng, mà nó chỉ hỏng này cái này và cái kim phun, đó là thứ nhất. Và cách xử lý thì thưa anh em là rất đơn giản thôi, chúng ta nếu đổ nhầm thì xả ra, xong đó chúng ta bơm tay, xong rồi chúng ta mở cái đường xả ra, chúng ta xả ra ngoài để cho xăng nó đi ra khỏi hết cái bơm cao áp, ra khỏi cái bụng của cái này, rồi chúng ta bình tĩnh chúng ta nổ lại, không được ga to, nổ lại nó đều. Mà chúng ta thấy sau khi nổ rồi nhá, cứ tất nhiên lúc đầu nó sẽ có khói, nhưng mà nếu như mà dần dần nó hết khói và nó chạy rất là êm ái thì quá ok luôn, là chúng ta đã thoát được một cái ngu cực kỳ lớn và trở lại trạng thái bình thường. Còn nếu như chúng ta nổ khoảng 5 phút mà lúc nào cũng thấy khói nó nghi ngút, khói trắng thì thôi, động cơ nó lục bục thì thôi toang rồi, toang cái này rồi và toang cái kim phun rồi. Và chính vì thế nên anh em mà nhớ tay mà đổ nhầm xăng vào dầu thì chắc chắn chúng ta nên xả ra ngay, đừng có cố nha. Nếu như cố áp tải nó mà hỏng cái này, hỏng cái phun thì quá là chết tiền. Và tiếp tục, cái thứ hai là nếu như chúng ta đổ nhầm dầu diesel vào động cơ xăng, ví dụ như đổ nhầm dầu diesel vào xe máy, hoàn toàn có thể, đúng không ạ? Rồi đó là những anh em mà tự đổ xa đổ ở nhà thì thường mới nhầm, nhưng mà xe máy đi đến cây xăng không ai người ta đổ nhầm cả. Rồi đổ nhầm dầu diesel vào cái động cơ của ô tô chạy xăng là rất có thể và rất cao, cũng như là mạnh xin phép là cũng đầy người dính rồi, đổ nhầm dầu diesel vào động cơ xăng thì có nguy hiểm không và có hỏng không, thì mạnh xin thông báo với anh em là nó không hỏng. Bởi vì lại ngược lại với câu chuyện kia là cái hệ thống bơm rồi kim phun, hoặc là những cái loại bơm FI của xăng, nó không cần phải bôi trơn, với cái
với cái chất lượng bôi trơn cao, bởi vì nó dùng xăng là đủ rồi. Thế nên là nó chỉ làm nhẹ sơ bộ thôi, bởi vì nó đặc hơn, dầu nó đặc hơn một tí, cái độ độ loãng nó đặc hơn. Thế nên là chúng ta nếu như mà đổ nhầm dầu diesel vào xăng thì nó không đến mức nguy hiểm cho cái động cơ cũng như là hệ thống nhiên liệu. Thì chúng ta chỉ cần xả ra sạch sẽ là chúng ta lại nổ máy chạy xăng thì nó cũng không quá ảnh hưởng quá lớn như máy chạy dầu. Chính vì thế nên là tóm lại, đổ xăng vào dầu thì phải xử lý ngay và không được áp tải, cũng như là hết sức cẩn thận, bởi vì nó sẽ hỏng. Nhưng mà đổ dầu vào xăng nó chỉ không chạy được thôi, nó không nổ được, nó rất là khó nổ, nó rất là chậm tịt, và chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta tháo đi và chúng ta làm vệ sinh hệ thống nhiên liệu, là chúng ta xử lý và sử dụng lại được cái xe thôi. Hãy yên tâm là như vậy. Và chúc cho tất cả anh em, đặc biệt là những anh em máy móc nông nghiệp, dùng cái máy hiệu quả, năng suất cao và luôn luôn nắm trong tay thật chắc các cái kỹ thuật máy để luôn luôn xử lý cái máy ngon lành, làm cho cái máy khỏe thì người khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.